Hello các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn cái bài toán về điền vào cái bảng số các con số theo quy luật. Thế thì mỗi bảng số thì có một quy luật để điền. Đấy, có thể có nhiều quy luật. Vấn đề chúng ta để giải được thì chúng ta phải tuân thủ theo các quy luật đó. Bây giờ chúng ta tiếp cận những cái bài tập đơn giản như sau. Đây này, cái bảng đầu tiên 1, 7, 6 này, 2, 1, 2 này, 3, 1, 0 này, 4, 1 này. Thế nhìn vào bảng này thì cái tổng này, ta bây giờ ta sẽ cái tổng. Đây 1 cộng 7 cộng 6 là 14, còn 2 cộng tổng theo hàng. Ta sẽ tổng theo hàng đây là 14 này. Còn đây là 14. Còn đây là 5, nên là không đúng các bạn nhá. Bây giờ tổng theo cột, đây này, 1 cộng 2 cộng 3 là 6, 6 cộng 4 là 10, tổng này bằng 10. Tương tự này, 7 cộng 1 cộng 1 là 10. Vậy ta dự đoán là cái tổng theo cột bằng nhau. Đây 6 cộng 2 là 8 cộng 0 là 8. Vậy đây là số. Ta chọn số, số A để có tổng là 10. Các bạn nhé. Đấy. Tiếp tục cái phép toán tiếp theo. Cái bảng này, 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này. Thì đây là cái điền của bảng này, bảng số tự nhiên liên tiếp này, điền theo hình dích sắc này. Dịch chắc như thế này. Đấy. Đây 1 2 3 này, 4 5 6 này, 7 8. Đấy, thì đến đây 9. Đó. Đó là bảng số tự nhiên. Đây rất dễ. Tiếp tục các bạn nhìn vào đây. Bài tập số 3, 1 7 2 này, 2 6 2 này, 1 1 này. Thì các bạn nhìn vào đây thì có vấn đề gì? Đấy. Nhìn vào cái tổng này. Thì ta sẽ thấy gì? Nếu theo tổng theo cột nhé, 1 cộng 2 cộng 1 này, thì đấy là bằng 4, còn đây 7 cộng 6 cộng 1 là 14, thì đấy là không được. Đấy, bây giờ ta sẽ tổng theo hàng này, 1 cộng 7 cộng 2 là 10, ok, 2 cộng 6 cộng 2 là 10, vậy ta nghĩ ngay là tổng là theo hàng là 10, đây 1 cộng 1 là 2, thì đấy điền là số, số 8, để tổng là 10, các bạn nhé. Đấy. Tại sao dùng tích tích thì không tuân thủ theo quy luật và các con số này nó hỗn loạn nên nó chưa thể tuân theo một cái quy luật gì khác. Đấy, ta phải xét theo tổng, theo hàng hoặc theo cột. Đấy, các bạn nhé. Tiếp tục, ta sẽ sang bài tập số 4 này. Ở đây các bạn thấy này, nếu tổng theo cột nhé, đây là 3. Tổng theo cột đây là 6. Rồi, bây giờ tổng theo hàng. Tổng theo hàng cái này là 10. Còn đây là 12. Không được. Đấy. Bây giờ tích. Tích theo cột. Tích theo cột đây là 1. Còn đây là 6. Cũng được. Còn tích theo hàng. 1 x 3 x 6 là 18. Ok. 1 x 2 x 9 là 18. Vậy quy luật đây là cái số 18 gặp nhau đấy. Vậy ta nghĩ thử là tích các số trên hàng này là phải bằng 18. Mà đây là 1, 1 rồi thì đây phải là điền số 18 để tích 18 để cho cái pi bằng 18. Này, tích nhá. Tích t cái t sẽ bằng 18. Đây các bạn cần chú ý vào đó. Tiếp tục thầy tìm vào vấn đề này. Đây 3 5 7 này, 11 13 17 19 này. Thì ở đây các bạn có gợi ý nếu tích theo hàng, tổng theo hàng, theo cột là không đúng theo quy luật. Mình nhìn vào con số này, 2 là số nguyên tố, 3 là số nguyên tố, 5 là số nguyên tố này. Đấy là các cái số nguyên tố liên tiếp, số nguyên tố. Đây, 2, 3, 5, 7, này, 11, này, 13, 17, 19. 19 thì đến 23, 23, này. 24 không phải, 25 không phải, 26 không phải, 27 không phải, 28 không phải, 29. 30 không phải, 31. Đấy. Đấy, các bạn cứ điền vào nhé, đấy theo quy luật như vậy. Ta sẽ thêm một số ví dụ này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đường tròn, vẽ một đường tròn như này. Đấy.
Thì thầy đặt số này 1, 2, 3 rồi 4 3 đây 4 4 thì thầy đặt là 6 1 thì thầy đặt là 9 2 thì đặt là 8 vậy số này là số nào? Thì rõ ràng là tổng này 1 cộng đây sigma tổng là bằng 10 đây sigma cái này tổng bằng 10 sigma tổng này bằng 10 đấy. Do đó cái sigma người ta cũng nghĩ là tổng bằng 10 mà đây 3 thì đây sẽ đặt là 7 các bạn nhé. Đấy là một bài như vậy. Và thì ta đi theo một cái đường tròn nữa. Bây giờ ta đặt trục 0, số 4, số 9, số 25, 36, 36 là 49, 64. Thì đặt cái số này là số nào? Đây, 0 này, thì chính là 0 bình phương này. Đây, số 9 phương này là 4 là 2 bình phương, 9 là 3 bình phương. Hay là 5 bình phương, 6 bình phương, đây là 7 bình phương, 8 bình phương. Và nghĩ tới số này là 9 bình phương 81. Ở đây có sự nhảy cọc nhé, những nhảy cọc. Nhảy cọc xong đều tuân theo quy luật đấy. 023 5 rồi 6 7 8 này có một sự nhảy cọc nhé. Ok các bạn. Tôi sẽ tiếp một bài toán nữa như thế này. Bây giờ ta đặt số như thế này. Số 2, 4, 6, 8, 10, 14. Thì điền hai cái số này là hai số nào? Thì ở đây quy luật là, đây là quy luật theo điền các cái dãy số lẻ, số chẵn 2, 4, 6, 8, 10. Thì đây ta sẽ điền số là 12. Đấy. 2 cộng 2 là 4 các bạn này. Rồi 4 cộng 2 là 6 này. Đấy. Rồi là 6 cộng 2 là 8 này. 8 cộng 2 là 10 này. Rồi 10 cộng 2 12. 12 cộng 2 là 14. 14 cộng 2 là 16. Đấy. Vậy số 2 số cần tìm là 12 và 16 các bạn nhé. Tôi sẽ thêm một ví dụ nữa. Thì đặt số này. Đây thì đặt số 0, số 1. Số 9, đây rồi là số 7, số 1, số 2, đây thì đặt số 0, đây là số 8. Bây giờ tìm cái số đây. Đây, thì các bạn tìm quy luật nào. Thì nếu tổng hàng này là 7 này, tổng cột này, đây là 19 này, khác nhau này, còn tích sigma tích này, tích là 0 này, còn tích là 9, 8, 7, 2, 7, 2 x 2,
là 144. Còn đây tổng cái này tích này là 0. Tích là 0. Đây là 14 cũng được. Đó là tổng này, tổng là 10 sigma. Tổng 10 đây, tổng là 10. Vậy từ nãy tôi nghĩ là tổng là 10. Đấy, 0085 và 8010 là rõ đây là đặt số 2. Thì tổng là 10. Các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.